Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Ở đây là thành phố Edmonton, Canada. Đây là khu phố tàu. Hôm nay tôi đưa quý vị đi tới một cái chợ. Xin quý vị đăng ký để ủng hộ kênh. Please subscribe to support the channel. Thank you. Cảm ơn quý vị nhiều. Thì cái chợ này á thì nó ở gần cái phố tàu đó, khoảng chừng có một lóc đường thôi. Chắc quý vị chờ chút xíu đang có chiếc xe cấp cứu đó đang chạy ngang là mọi người họ phải ngừng dừng hết, đèn xanh nhưng vẫn ngừng để cho xe chạy. Rồi cái chợ nằm trước mặt quý vị kìa. Đặc biệt cái chợ này là cái chữ là tiếng Việt đó quý vị, đó chợ là cái chữ tiếng Việt. Đây là cái bãi đầu xe thì nằm ở sau, ở trước thì cũng có mấy bãi, mấy chỗ. Mà thường thường tôi đi thì nằm ở sau đây. Đây, cái chợ này gọi là cái chợ Tùng Lâm. Đó, chữ Việt á quý vị. Đó. Thì quý vị đi ngã trước, ngã sau thì cũng được. Ra sau thì có cái chỗ đầu xe. Chú cho quay cái video chút xíu được không chú? Dạ. Thì ở đây thì có bán chả cua nè, mà đặc biệt là cái hiệu này á, cái hiệu Kim Châu này là hình như ở cái chợ Tùng Lâm này bán thôi, còn mấy cái chợ khác á thì không thấy có nữa, không biết bỏ ở đâu không chứ tìm không có, mà mỗi lần mà mua cái đó thì xuống cái chợ này mua thì mới có. Thì cái chợ này cũng gần cái phố tàu, thì cho nên là cũng đi qua có con lóc đường nè. Đây các bạn là bò viên nè, bò viên Vĩnh Hương 13 đồng rưỡi đó. Cái này cũng là bò viên Kim Châu, là bò viên của cái tiệm đó đó. Nếm nướng đấy, nếm nướng. Lấy thôi à. Cá đù, cá này cá khô. Mấy cá này là mấy cá đông lạnh. Cá lóc, cá khô 12 đồng một hộp một bì á. Hình như là khoảng chừng 5-6 con vậy đó. Cá này nhập từ Việt Nam qua. Cá này là cá sặc 3 đồng một vị, 3 đồng một bì, 3 con á, con đô. Sầu riêng đông lạnh, sầu riêng này không có hột. Một hộp như vậy là bao nhiêu? 17 đô hả? Cái này cũng là Việt Nam nhập qua này. Cái này là 400 gram này. Đây cũng có sầu riêng đông đả nữa này. Cái này cũng không hột này. Này thì cái hàng khác. Nhãn đông đả này 5 đồng này. 5 đồng một bì này. Cái này của Việt Nam luôn, nhập Việt Nam qua. Khoai lang này, khoai lang của Nhật bộ. Khoai này nhập từ bên Nhật qua này. Sáu củ khoai 9 đồng rưỡi, củ đồng mấy à. Này gì? Vú sữa quý vị, vú sữa mà đông lạnh
Bộ sữa này bóp không bể này, cứng ngắt đấy, đông rồi sao bóp được trái bộ sữa, bóp là tê tay luôn. Thử coi có lành không, chín đông á, chín đông 44 bốn trái, đang trái bao nhiêu, gần 2,5 đồng ha, lành cứng lắm quý vị, bóp không được. Bên kia có bằng mía kìa, mía lau rễ tranh này 400 gram. Mía này cũng nhập từ Việt Nam luôn nè. Bốn khóc không? Nhìn thì cũng không rõ này. Đây cũng có bán mấy loại bánh đông lạnh nè, kẹo bánh, cũng đầy đủ. Xin quý vị đăng ký kênh Cuộc Sống Ở Đây để ủng hộ kênh. Please subscribe to support the channel. Thank you. Cảm ơn quý vị nhiều. Đây cũng có bán bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ cũng nhiều nè. Rồi mì tôm, mì gỏi cũng nhiều nè. Bánh kẹo tháo mà lựa, cũng có cà phê này, cà phê Việt Nam này, cà phê phổ này, cái này là pha sẵn rồi, chỉ có bỏ nước sôi vô là uống thôi, 5 đồng một hộp, được chín bi ha, chín bịch nhỏ là quý vị có thể uống được 9 lần á, phải không? Hay là 24 hộp, nhưng ăn không thấy này, quý vị nào mà cầu uống nhiều quý vị bình luận giùm cho một cái ha, đi nhanh quá. Không thấy nè, có sữa ông thò này, cũng đủ loại. Đây này thì cũng có bán đồ bột ngọt nè, mấy cái hũ ngâm nè. Thì ở đây thấy bán cũng nhiều quý vị, đồ lon, đồ hộp thì cũng nhiều. Mít lon gì cũng có. Quý vị nào mà thích ăn đồ chè ba bốn màu gì đó, đây cũng có đồ lon, bún bò Huế này, gia vị này, quý vị nào mà muốn gia vị mua bỏ vô khỏi vật khử này, cá hộp cũng có này, đây cá hộp cũng có đủ này, ngon chưa, trái này là 13 đồng 37 ha, to không biết mấy gram à, trái này thì 9,5 đồng chín rồi, mấy trái này ăn được rồi này. Có chuối nè, đẹp không, chuối đây đẹp á, bọc bằng bì bằng bịch rồi, cái này chuối này 4,5 đồng á, bọc bóng nó đàng hoàng đẹp quá. Trái này là trái gì, trái bưởi, trái này thì to hơn trái vú sữa nè, trái này nó không phải đông lạnh, cái này bưởi là bưởi tươi đó, cái này cầm thì nó không có bị lạnh cái tay. Bánh tráng mì thò 3 đồng, này bánh tráng mì thò là chắc là hàng của Việt Nam, chắc chắn là hàng của Việt Nam rồi, mì thò là Việt Nam rồi, không cần phải nói nữa. Đây cũng có bán rau cải nè, này mì thò, trái này trái gì, trái gì, artiso uống cho mát đó quý vị. Này là trái này sao quên rồi đó, đầu óc bây giờ sao hay quên rồi đó, chắc còn nói lồn nữa chứ, về video nào cũng nói lồn hết đó, thôi không nói nữa, lạc lồn á. Này thì nhớ nè, củ hành nè, tỏi nè, hành tỏi thì nhớ, khoai lang cũng nhớ nè, chanh nè, chanh thì nhớ rồi, 75 xu một trái chanh xanh. Chanh tươi chưa? Gần cụ này bữa nói lồn này, bây giờ quên luôn, không biết cái cụ gì nữa. Khoai thì nhớ này. Cái gì mà ít ăn là ít nhớ hay nói lồn, cái gì mà ăn nhiều thì hay nhớ. Cụ này cụ gì đấy, quên rồi, cụ đỏ này thì nhớ này, cà rốt này.
cà rốt đây, cái này là mấy cái này mía, không phải mía, lộn 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 nữa rồi quý vị ơi, cái này không phải mía, cái này gì mà bỏ trong mía, cái này là gì đây, bánh bánh gì, có chữ đâu, cho tôi đọc coi coi, taro cake là bánh gì, chắc khoai môn, tiếng Việt cũng không biết nữa, khổ quá. Khoai môn à, khoai môn, chắc này phải đi học tiếng Việt vài ba khóa nữa quá. Cái gì đây, banana cake là bánh bánh chuối hả, bánh lá chuối, bánh chuối cũng được đi. Này thì này quý vị, này chạy đâu rồi, sao không giới thiệu dùm cho tôi. Cái này là gì ta, cái này thì nhớ nè, cái này là nhớ mà sao bây giờ quên rồi. Cái này trái bắp, bắp mà bắp nếp đó quý vị. Tôi xin quý vị cả cảm ơn quý vị đã xem video. Thanks for watching everybody. Bye bye.